Rồi cảm ơn bạn, chúc bạn nào nữa nhỉ? À, cô mời bạn bạn Misa. Misa nhìn thấy gì nào? Misa nhìn thấy gì? Hả? À, không thấy lửa nó chạy ra. Rồi gì nữa? Bạn đâu nhìn thấy gì nữa không? Rồi cô mời bạn Quân. Và bạn Quân nhìn thấy không? Rồi Quân nhìn thấy gì nào? Không có. À, bạn Quân nhìn thấy cái đuôi rồi cô. Cảm ơn bạn Quân. Rồi cảm ơn con. Rồi cảm ơn tất cả các bạn, những chuyện của các bạn rất là hay nha. Rồi bây giờ cô chăm giới thiệu vào lớp chúng mình. Đây là hình vẽ về núi lửa. Rồi các bạn nhìn núi lửa nó có hình dạng giống gì đây? Giống gì? Yeah.